Sáng nay mình đi ra thăm vườn nè. Đây luống cải nó đã lên tốt như vậy rồi nè. Đây. Còn đây là rau cải ngọt nha. Mình mới trồng nè. Bên này là rau muống nha các bạn. Đây là cà tím. Xả nè. Các bạn xem cái cây bí đỏ. Cây bí đỏ mình mua về mình nấu canh á. Xong mình lấy cái hạt nó mình gieo xuống luôn. Nó có bông rồi nè các bạn. Tại vườn của mình nó cũng bé bé à. Nên mình cho cây bí đỏ này nó leo lên vàng luôn nha. Cây chuối. Cây cà pháo nè. Cái cà chua của mình. Nó có trái đây nè các bạn. Đây một trái nhỏ nhỏ nè. Luống cải ngọt này mình cũng mới trồng nè. Đây là rau tía tô. Cải xanh. Rồi bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.